lê vị ký chương mười năm luật lệ về các trường hợp đàn ông và đàn bà bị ô uế chúa phán dạy môi xe và aaron các con truyền lại cho israel rằng khi có chất lỏng từ thân thể của một người đàn ông xuất ra chất xuất ra đó là ô uế sau đây là các trường hợp ô uế và chất từ thân thể xuất ra dù cứ tiếp tục xuất ra hay ngưng xuất ra đương sự cũng bị ô uế giường người ấy nằm và bất cứ vật gì người ấy ngồi lên đều bị ô uế ai đụng đến giường người ấy phải giặt áo sống tắm bằng nước và bị ô uế đến tối ai ngồi trên bất cứ vật gì người ấy ngồi phải giặt áo sống tắm bằng nước và bị ô uế đến tối ai đụng đến người có chất đó xuất ra phải giặt áo sống tắm bằng nước và bị ôi đến tối. Nếu người có chất lỏng xuất ra nhổ nhầm một người tinh sạch, người này phải giặt áo sống, tắm bằng nước và bị ôi đến tối. Bất cứ vật gì người ấy cưỡi lên, vật ấy sẽ bị ô uế Và ai đụng đến những vật gì người ấy ngồi lên sẽ bị ô uế đến tối. Người bưng các vật này phải giặt áo sống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối. Nếu người ấy sờ ai khi chưa rửa tay bằng nước, người bị sờ phải giặt áo sống tắm bằng nước và bị hôi đến tối. Bình bằng đất bị người ấy sờ đến phải bị dập bể, còn dụng cụ bằng gỗ phải được rửa sạch bằng nước. Khi chất nỏng không còn xuất nữa, người ấy phải tính 7 ngày từ ngày ngưng để được tinh sạch, phải giặt áo sống, phải tắm trong một dòng nước chảy và được sạch. Đến ngày thứ 8, người ấy phải đem hai con chim gáy, hai con chim bồ câu con đến cửa trại hội kiến trước mặt Chúa và trao cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ dâng hai con chim này, một con làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Như vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội trước mặt Chúa cho người xuất chất lỏng. Khi một người đàn ông xuất tinh, người ấy phải tắm toàn thân trong nước và sẽ bị ô uế đến tối bất cứ áo sống hay dụng cụ da nào dính tinh phải đem giặt trong nước và bị ôi đến tối khi một người đàn ông giao hợp với một người đàn bà và xuất tinh cả hai đều phải tắm trong nước và bị ô uế đến tối khi một người đàn bà có kinh thời gian ô uế vì kinh nguyệt là 7 ngày và ai đụng đến người ấy sẽ bị ô uế đến tối bất cứ vật gì người ấy nằm lên hay ngồi lên trong thời gian kinh nguyệt đều ô uế Ai đụng đến các món đồ này sẽ bị ô uế, phải giặt áo sống tắm bằng nước và bị ô uế đến tối. Khi huyết cầm lại người đàn bà đã bị xuất huyết phải tính 7 ngày và sau 7 ngày này người ấy được sạch. Vào ngày thứ 8 người ấy phải đem hai con chim gáy hay hai con chim bồ câu con đến với thầy tế lễ tại trước cửa trại hội kiến. Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm của lễ chuộc tội và dâng con kia là làm của lễ thiêu. Như vậy, thầy Thế lễ chuộc tội trước mặt Chúa cho người đàn bà đã bị ô uế vì xuất huyết. Như vậy, các con sẽ phân cách dân Israel khỏi những gì làm cho họ ô uế để họ không chết trong sự ô uế mình khi làm ô nhiễm đền tạm ta và ở giữa vòng họ. Đó là những luật lệ áp dụng cho đàn ông bị ô uế vì thân thể xuất chất lỏng hay vì sợ tinh. Áp dụng cho đàn bà trong thời gian có kinh, cho bất cứ đàn ông hay đàn bà xuất chất lỏng và cho người đàn ông giao hợp với đàn bà đang bị ô uế